Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý đại đức, cùng quý tăng, cùng quý cô tu nữ. Con xin chia sẻ một chút cảm nhận của con về khóa tu này. Thực sự thì đây là khóa tu do duyên con đi đầu tiên, nhưng mà con thấy rất là ý nghĩa. Vì từ ngày con bước chân vào khóa tu này thì con nghe kinh, thì nghe pháp, thì con nhận thấy được nhiều điều tốt hơn trong cuộc sống. Thực sự thì con ở bên ngoài là con một người con gây ra rất nhiều lỗi lầm cho gia đình, làm khổ gia đình rất là nhiều. Thì từ khi con vào đây, con nghe các thầy giảng kinh để học pháp, rồi mình bắt đầu mình nhận được những điều mình nhận ra được trước kia mình làm những cái gì, thì bây giờ mình nhận ra được những đó là điều sai, thì mình phải sửa đổi, rồi mình phải cố gắng tu tập, học tập, rồi làm những việc thiện để cố gắng sửa đổi mình mỗi ngày. Con xin cảm ơn quý đại đức cùng ban tổ chức đã tổ chức một khóa tu rất là ý nghĩa để đem lại lợi ích cho nhiều người. Con xin cảm ơn, con xin hết.